Rồi chúng ta sẽ làm đề ôn kiểm tra 15 phút. Đề này có 10 câu mà chuyên về tính toán. Chúng ta đến câu đầu tiên. Một oxit của phốt pho có thành phần của phốt pho là chừng đó. Biết khối lượng là bằng chừng này. Hỏi công thức của oxit. Ở đây mình sẽ gọi công thức của oxit phốt pho là PXOE. Theo đề cho này, thì phần trăm phốt pho chiếm là 43,66%. Được chưa? 43,66%. Để tính được phần trăm phốt pho chiếm thì chúng ta lấy phần chiếm chia tổng nhân xị. Phần chiếm đây 31x chia tổng là phân từ khối hợp chất, người ta chúng ta là bằng 142 nhân 100. Từ đây em sẽ tìm được x. Bấm máy tính đi. Phần trăm phốt pho chiếm là 43,66 này. Bằng này 31x nhân cho 100 chia cho 142 thì sắp xỉ bằng 2, được chưa? Như vậy công thức của chúng ta bây giờ là P2OI, mà theo đề cho là phân từ khối của P2OI là bằng 31 nhân 2 này cộng oxy 16 nhân Y, và theo đề cho là bằng 142. Thế đây em sẽ suy ra được Y bằng, em lấy 31 nhân cho 2 cộng 16 nhân cho y, y thì mới tính hiệu lợi ích thôi, bằng 142. Chúng ta bấm ship sau. Ở đây bằng 5, được chưa? Như vậy công thức bây giờ là P2O5, có đúng bây giờ là câu B. Cái thứ nhất, còn cái thứ hai chúng ta bấm là chúng ta dựa vào phân từ khối á. P2O3 12, xin lỗi, phốt pho là 31. 31 nhân cho 2. O3 là 16 nhân cho 3. 110 bỏ. Câu B là P2O5, cho đáp ta sửa thành này thành 5. Đúng bằng 142, như vậy câu đúng là câu B, rất là dễ. Được chưa? Chúng ta đến câu 2. Một oxit được tạo bởi hai nguyên tố sắt vô oxy. Đây rồi. Như vậy mình gọi công thức của nó mình là FeSOI. Trong đó tỷ lệ khối lượng của sắt vô oxy là bằng 7 chia 3. Đây. Thế đề cho là khối lượng sắt chia cho khối lượng oxy là bằng 7 trên 3. Chúng ta có này. Trong hợp chất này chúng ta có x nguyên tử sắt, như vậy khối lượng của sắt bây giờ là bằng 56x. Có y nguyên tử oxy, như vậy khối lượng oxy bây giờ là bằng 16y. Từ đây thầy sẽ ra tỷ lệ x trên y 7 3 16 nhân lên trên và 56 nhân xuống dưới. Em bấm máy tính. Đây, 7 nhân cho 16 này chia cho 3 nhân 56 ra tỷ số là 23. Điều này chứng tỏ là x bằng 2, y bằng 3 và công thức khoa học là Fe2O3. Câu đúng ở đây mình chọn là câu B. Đây là cách để chúng ta trình bày một bài tập. Tuy nhiên bài này thì chúng ta nên dùng phương pháp bấm máy tính thì hay hơn. Chúng ta để ý câu A này. Khối lượng của sắt ở đây là 56. Vì có một sắt, khối lượng oxy là 16. Thì đây nó ra tỷ lệ 7 trên 2 chứ không phải 7 trên 3, bỏ. Câu B là nó có như sau. Nó có là hai sắt 56 nhân 2 chia cho 16 nhân 3 thì ra đúng bằng 7 trên 3, xong câu B. Được chưa? Nếu làm trắc nghiệm chúng ta có nhiều con đường để đến đáp số lắm. Đây là những bài dễ. Chúng ta đến câu 3. Thử hoàn toàn 0,58 tấn quặng sắt chứa 90% Fe4 bằng khí hydro, khối lượng sắt thu được là. Rồi chúng ta nghe kinh kỹ cho thầy nói điều như sau. Bài này thì khó hơn. Trong quặng thì mình chứa Fe3O4. Nếu quặng ở đây là 100% thì Fe3O4 ở đây chúng ta chiếm 90%. Được không em? Ở đây thằng này là 0,58 tấn. Thì dựa đây chúng ta sẽ suy ra được khối lượng Fe3O4 có trong này bao nhiêu. Mình đưa tính giúp thầy đi. Mấy đứa sẽ lấy 0,58 nhân cho 90 chia 100.
bằng bao nhiêu thử ơi. Không phải 522. 0,522 tấn. Ok. Bây giờ chúng ta có này. Bây giờ để người ta yêu cầu chúng ta là khối lượng sắt thu được. Chúng ta biết là oxit sắt của chúng ta lấy P3O4 tác dụng được với hydro. Được chưa? Theo quy tắc là anh chị con hà ăn cắp oxy. Hydro kết hợp oxy để tạo ra nước. Đây là sắt này, cộng cho H2O này. Đây là ba sắt này. 4 oxy cộng 4H2 và 4 nước này. Rồi chúng ta có khối lượng, đây là khối lượng phương trình này, đây là khối lượng đề này. Khối lượng đề thì ở đây người ta cho chúng ta là 0,522 tấn. Được chưa? Thằng này mình cho là ít tấn đây. Đó. Được chưa em? Khối lượng phương trình em nghe kỹ. Cái hệ số đằng trước của Fe3O4 là số 1. Hệ số đằng trước của sắt là số 3. Cái hệ số đó gọi là số mol. Để tính được khối lượng phương trình thì mình lấy mol. Mol là số trước chất, là trước E34 là số 1 này. Nhân cho 56 nhân cho 3 này. Cộng oxy 16 nhân 4 này. Thế đây em tính được số mol bằng, quên, tính được khối lượng bằng 232. Chúng ta biết là khối lượng trong phương trình là đơn vị là gam. Tương tự vậy, để tính được khối lượng sắt thì ghi đây cho em hiểu đã. Đây 3 là mol này, nhân cho m lớn sắt là 56 này. Được chưa? 3 nhân 56 này. 168 này. Câu này hay lắm em. Rồi, bây giờ thì ở đây em sẽ suy được x. Muốn tìm x đúng không? Thì em lấy 0,522 này nhân cho 168 chia cho 232. 0,522 nhân cho 168 chia cho 232. Chúng ta lấy này, mình lấy tấn nhân kg chia kg thì đơn vị cuối cùng thì ra tấn. Em tính cho thầy bằng bao nhiêu? Ở đây mình tính là bằng 0,378. 0,378 tấn, được chưa? Như vậy cũng đúng rồi, bây giờ là câu A. Câu này thuộc câu hỏi hơi khó hơn một xíu. Được chưa? Cái khó nhất là mình không biết cách xử lý cái đơn vị tấn á. Vì bạn thì đổi ra gam không cần thiết, bởi vì người ta cho tấn thì để tấn luôn. Và chúng ta dùng cái tỷ số là m phương trình như m đề nha. Chúng ta đến câu 4. Thể tích cái hydro có điều kiện tiêu chuẩn cần để khử hoàn toàn 20 gam hỗn hợp thằng này. Chúng ta nghe. COO chúng ta sẽ tác dụng được với hydro để tạo thành đồng cộng cho H2O. Tiếp tục. Khối lượng thằng này là nhiêu? 20 đúng không? 20 gam. Tiếp tục này. PBO cộng cho hydro để tạo thành PB cộng cho H2O. Để yêu cầu chúng ta tính thể tích hydro, chúng ta nghe. Để tính thể tích hydro thì em lấy mol hydro nhân cho 22,4. Hay nói khác là lấy 22,4 nhân mol hydro. Mol hydro thì gì? Mol hydro thì bằng mol đồng oxit CO và bằng mol PbO. Được chưa? Giờ đây chúng ta bấm một phép tính là ra. Bấm này. Phải hiểu được cái triết lý máy tính thì chúng ta làm trắc nghiệm mới nhanh được. 22,4 này nhân cho này, mở ngoặc này, mol của COO thì em lấy khối lượng là 20 chia cho m lớn. M lớn đây là 64 cộng cho 16, được cho em. Bằng mol của PBO. PBO chúng ta khối lượng người ta cho chúng ta là 111,5 chia cho chì là 207, oxy là 10, 16. Rồi chúng ta đóng ngoặc lại bằng 16,8 lít. Đó. Được chưa? Còn nếu bạn không hiểu thì bạn ghi rõ ra cho thầy. Thì ghi trên này nha. Đó.
Ghi rõ ra nha. Ghi thử cái máy tính thằng này ta bấm á. Còn hiểu rồi thì cứ cứ ra thử mà ráp thôi. Thấy chưa? Như vậy câu đúng ở đây mình chọn là câu B. Nếu làm như thế này thì chúng ta làm kịp giờ là bình thường. Chúng ta đến câu 5 em. Người ta cho 7,2 gam một oxit sắt tác dụng hoàn toàn bất khí hydro thu được sắt, yêu cầu chúng ta là tìm công thức oxit sắt. Oxit sắt mình đặt là FeSO2. Chúng ta đi tác dụng với hydro để chúng ta tạo thành sắt và hơi nước. Đây là X, đây là Y và đây là Y. Đây người ta cho chúng ta là 7,2 gam. Còn đây là 5,6 gam. Chúng ta nghe kỹ. Nghe kỹ, nghe kỹ. Ở đây thì em sẽ tính được mol sắt đúng không? Ở đây chúng ta có nhiều cách để làm lắm. Bởi đây thầy chỉ bạn bấm máy tính này. Cái phương pháp mà bấm máy tính tuyệt vời nhất là chúng ta nhìn vào phương trình hai cái số mol đề bài cho và đề bài hỏi liên quan tới cái gì. Chúng ta nhìn thấy này, mol sắt đây là một này, đây là x này. Như vậy trong phương trình thì mình nhận thấy là gì? Mol sắt của chúng ta gấp x lần mol thằng này. Hay nói khác là mol thằng này là bằng 1 phần x mol sắt. Được không ạ? 1 phần x này. Để cho em. Rồi tương đương này. Để tính được mol này em lấy khối lượng là 7,2. Em chia cho 5,6x cộng cho oxy là 16y bằng 1 phần x mol sắt. Mol sắt lấy 5,6 chia cho 5,16. Được chưa? Chúng ta hiểu đoạn này chưa? Ở đây thì nhiều bạn thì đi biến đổi toán học cũng được, đúng không ạ? Tuy nhiên là theo thầy thì không nên biến đổi toán học, chúng ta nên làm theo kiểu bình thường luôn. Nên bình thường như thế nào thì chỉ này. Ok, mình giải này. 5,6 chia 5,6 là 0,1 này. 7,2 mà chia 0,1 là 7,2 này, nhanh chết. Thì chúng ta tương đương này. 7,2x ở vế trái này. Mình chuyển cái này qua vế phải. 5,6x 16y. Từ đây tôi suy ra được là gì? Chuyển 16y qua bên này. Được chưa? Bây giờ chúng ta chuyển 56x qua bên này. 72 mà trừ 56x thì chúng ta còn lại 16x. Và đây là 16y. Từ đây suy ra được x trên y là bằng 16 phần 16 và bằng 1 trên 1. 1 trên 1 tức là x bằng 1, y bằng 1. Thì công thức của chúng ta bây giờ là FeO. Được chưa? Câu đúng bây giờ là câu A. Rồi chúng ta đến câu số 6. Rồi chúng ta nghe. Ở đây chúng ta có số mol của CO2. Em lấy 2,24 chia cho 22,4 thì số mol đây là bằng 0,1 mol. Rồi cái đó chúng ta lập tỷ số T. Nghe kỹ. T chúng ta là bằng số mol CaOH 2 lần. Trong đây có 2 Ca nhân 2 chia mol CO2. T sẽ giải thích lại đoạn này một lần nữa. 2 nhân cho 0,075 chia cho 0,1. Thằng này là 0,15 chia 0,1 thì đây bằng 1,5. Chúng ta có này CO2, CO2 đi tác dụng với CaOH 2 lần có thể tạo ra muối trung hòa hoặc muối axit, tạo thành muối trung hòa trước đi, CaCO3 cộng cho H2O, rồi tạo ra muối axit trước đi, CaH2O3 tất cả hai. Ok, CaOH 2 lần để tạo ra muối trung hòa và nước. Được chưa? Rồi chúng ta cân bằng. Đợt 2 đây đủ. Chúng ta lập tỷ số T. T là bằng 2 lần số mol CaOH 2 lần chia cho mol CO2. Giờ ta coi. 2 nhân cho 1 là 2, chia cho 2 thì chỗ này T bằng 1 đây. 2 nhân 1 chia 1 thì ở chỗ này bằng 2 nè. Được chưa? Khi T nhỏ hơn bằng 1 thì tạo ra muối axit. T lớn hơn bằng 2 tạo ra muối trung hòa. Còn T chúng ta là nằm giữa 1 và 2, suy ra tạo hai muối. Hai muối tức là muối CaH2O3 tất cả 2 và CaCO3. Như vậy câu đúng ở đây mình chọn là câu C. Nói lại này, khi T chúng ta lập tỷ số T nhá. Nếu mà nhỏ bằng 1 thì tạo ra muối này, lớn bằng 2 tạo ra muối này. Còn nó kẹp giữa T chúng ta nằm ở giữa hai con số này. Cụ thể đây nó nằm 1,5 thì nó sẽ chọn đó là có cả hai muối. Được chưa? Câu đúng ở đây là câu C. Rồi chúng ta đến câu 7. Công thức hóa học của oxit có phần trăm về khối lượng của lưu huỳnh là 40. Chúng ta hiểu như thế này. Mình đặt công thức của hắn là xx oy. Người ta cho phần trăm lưu huỳnh ở đây bằng 40.
Thì em nhớ cho thầy là tổng phần trăm của lưu huỳnh vô oxy trong hợp chất là bằng 100%. Từ đây em sẽ tính được phần trăm oxy. Lấy 100 trừ đi 40 thì còn lại là 60%. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta có này. Mình có này, khối lượng của lưu huỳnh chia cho khối lượng của oxy thì tương ứng là phần trăm của lưu huỳnh chia phần trăm của oxy. Được chưa em? Khối lượng lưu huỳnh là 32x này. Oxy là 16y này. Bằng 40 chia 60. Rồi, từ đây chúng ta tìm x trên y thôi. 40 này, 60 này. Em nhân 16 qua bên này và chia 32 dưới này. Này tính đi. Một lần là ra 40 nhân 16 chia 60 nhân 32. Như vậy tỷ lệ là 1:3. Điều này chứng tỏ là x bằng 1, y bằng 3. Công thức bây giờ là SO3. Ok, câu B. Còn không thì ở đây đầu tiên cho em loại câu D này, vì nó chưa đúng gọn. Câu C là sai vì lưu huỳnh chúng ta không có hợp chất vô oxy là dạng SO. Sau đó mình tính phần trăm hai câu. Ở câu nào mà lưu huỳnh chúng ta có phần trăm là nha. Lưu huỳnh chúng ta có 40% thì câu đó là câu đúng. Tính này. Lưu huỳnh đây là 32 nhân 100. Chia tổng là 32 cộng 16 nhân 2. Ở đây mình tính được bằng 50 loại này. Nhưng có B nó lấy đâu 3 thì chúng ta thêm vào đây là sửa đây là số 3 này. 40 được này. Bây giờ kiểu gì chúng ta cũng ra. Đây là trắc nghiệm hợp lý hơn. Chúng ta đến câu 8. Hòa tan 2,4 gam một oxit kim loại hóa trị 2. Như vậy gọi oxit kim loại hóa trị 2 là RO. Chúng ta đi tác dụng với HCl. Bản chất là R kết hợp với clo. RCl2. Hydro kết hợp oxy để tạo ra nước. Các bạn đây là 2. Ở đây người ta cho chúng ta là 2,4 gam. Ở đây người ta cho chúng ta là M dung dịch là bằng 30. C phần trăm ở đây là bằng 7,3. Rồi, dựa vào phương trình chúng ta nhận thấy như sau: mol HCl với mol RO. HCl là 2, thằng này là 1. Như vậy mol HCl chúng ta gấp 2 lần mol RO. Từ đây suy ra mol HCl chúng ta sử dụng công thức siêu tốc là lấy M dung dịch nhân C phần trăm chia 100% M lớn bằng 2 nhân cho bao nhiêu? Mol RO 2,4 chia cho R cộng cho 16. Từ đây suy ra R bằng, tính em ơi, một phép tính. Nếu mà làm như thế này thì chúng ta làm dư sức kịp trong đề thi luôn. 30 nhân cho 7,3 chia cho 100 nhân cho 36,5 bằng 2 nhân cho 2,4 chia cho R cộng 16. Rồi, số 4 ha. Số 4 thì nó là gì? Số 4 thì nó là đồng. Như vậy công thức bây giờ là COO. Đây, có đúng ở đây mình chọn là câu B. Ơi. Chúng ta đến câu 9. Hòa tan 12,4 gam natri oxit vào nước để thu được dung dịch A. Natri oxit chúng ta là Na2O này. Chúng ta hòa tan vào trong nước thì khi đó chúng ta sẽ được dung dịch tương ứng là NaOH. Các bạn đây là 2. Ở đây người ta cho chúng ta là 12,4 gam dung dịch ở đây. Thể tích dung dịch người ta cho chúng ta là 500 ml, tương ứng 0,5 lít, nồng độ mol đang đợi. Bài này chúng ta làm một phép tính như sau. Chúng ta nhận thấy mol NaOH của chúng ta sẽ gấp 2 lần mol Na2O. Mol NaOH sẽ bằng CM nhân V, đúng không ạ? CM mình cho là x đi, xm đi, và nhiệm vụ chúng ta tìm x là xong. Như vậy lấy x nhân cho 0,5 bằng 2 nhân mol Na2O, lấy khối lượng là 12,4 chia cho natri là 23 nhân 2 cộng oxy là 16. Giờ đây em sẽ tìm ra cho thầy x bằng bao nhiêu. Tính đi, một phép tính. 0,5x nhân x tức là 0,5x bằng 2 nhân cho 12,4
chia cho 23 nhân 2 cộng cho 16. Chúng ta tính được là bằng 0,8 m. Có đúng ở đây mình chọn là câu A. Câu này thuộc câu hỏi dễ, không khó đâu ha. Câu cuối cùng. Đây. Hòa tan hết 5,6 gram CaO vào trong dung dịch HCl 14,6%. Yêu cầu chúng ta là tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng. Đây. CaO chúng ta đi tới dùng với HCl tạo thành CaCl2 cộng cho H2O. Các bạn đây là 2. Khối lượng CO người ta cho chúng ta là 5,6 gram. M dung dịch này HCl người ta đang yêu cầu chúng ta tìm. Giả sử mình cho lấy cam đi, nhiệm vụ chúng ta tìm x bằng bao nhiêu? Người ta cho C phần trăm là bằng 14,6. Rồi chúng ta làm một phép tính nha. Chúng ta nhìn như sau. Mol HCl như thế nào với mol CaO? HCl là phải 2, thằng này là 1 không? Như vậy nó gấp 2 lần. Mol HCl chúng ta sử dụng công thức siêu tốc là M dung dịch là x nhân C phần trăm chia cho 100% M lớn. M lớn HCl là 36,5. Được chưa? 2 nhân mol CaO. MCO lấy khối lượng là 5,6 chia cho KC là 40, OC là 16. Từ đây em sẽ tìm được x. Bấm máy tính. Mười bốn phẩy sáu nhân x tức là 14,6 x. Mời thầy. 100 nhân cho 36,5. Em ra bao nhiêu Tuấn? 50 rồi, ok. 2 nhân cho 5,6 chia cho 40 cộng 16. Xíu sau. Ok, x bằng 50 gam. Như vậy câu đúng, bây giờ mình chọn là câu A. Ok. Như vậy thầy đã sửa cho bạn trọn vẹn đề kiểm tra 15 phút. Bây giờ mà ở đây chúng ta là chuyên về bài tập tính toán. Để làm được cái phần này thì yêu cầu các bạn chúng ta sử dụng phương pháp bấm máy tính nhiều hơn. Đó là điều khẳng định chân tình nha. Đề này thì nó không khó nhưng mà để làm được kịp giờ thì hơi lâu. Do đó yêu cầu các bạn là chúng ta phải tăng kỹ năng bấm máy tính lên là thành công.